Chiều 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên Tây Ninh năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu chính hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 103 điểm cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh. Tại hội nghị đối thoại, đoàn viên thanh niên tại các điểm cầu đã có nhiều câu hỏi, kiến nghị, đề xuất đến lãnh đạo tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chính sách thu hút nhân tài của tỉnh đối với sinh viên Tây Ninh có trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh cũng như sinh viên sau khi ra trường muốn trở về quê hương công tác, cống hiến. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cũng kiến nghị tỉnh cần có những chính sách để thu hút lao động trẻ cũng như giúp đỡ thanh niên bộ đội xuất ngũ có việc làm ổn định. Một số thanh niên cũng đề nghị tỉnh tạo thêm các sân chơi cho đoàn viên thanh niên, nhất là khu vực biên giới. Đại biểu cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm để sớm có trường đại học tại Tây Ninh, cũng như quan tâm nhiều hơn đến chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non. Ở Tây Ninh của mình á, thì mình chưa có một cái trường đại học nào hết. Và hôm trước thì tôi cũng có nghe là có một bài báo viết về việc mà mời gọi trường đại học Sài Gòn làm phân hiệu ở tại, mở phân hiệu tại Tây Ninh. Thì điều đó cũng làm cho chúng tôi rất là phấn khởi, vì sắp tới thì hy vọng là sẽ có một trường đại học trong tương lai ở Tây Ninh. Các ý kiến kiến nghị của thanh niên được lãnh đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị và đóng góp tâm huyết của đoàn viên thanh niên. Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ thanh niên, góp phần vào xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Đức Trong đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở ban ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với đoàn viên thanh niên. Từ đó có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền, thường xuyên quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là các bạn đoàn viên thanh niên ở khu vực khó khăn, biên giới. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ phong trào đoàn và thanh niên, chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa, tổ chức các phong trào thiết thực và hiệu quả, quan tâm, chăm lo đào tạo và rèn luyện nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ trong các cơ quan, đơn vị.